gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Nhưng lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu, người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi chẳng mất em.